tầm 5 đến 10 giây thôi. 5 đến 10 giây thôi à? Ừ. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của chú Hùng Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục chỉnh sửa ảnh bằng điện thoại như Hot Pay. Tôi có mời đến đây một KOL. Xin tất cả các bạn, mình là Nguyễn Hằng Hương và hiện tại mình đang làm KOL hoạt động trên hai nền tảng chính đó là TikTok và Facebook. Hiện tại thì kênh TikTok của mình đang là 2 triệu follow, Facebook là 70.000 follow, có tích xanh. Để đạt thành quả đó thì Hương đã phải trao dồi cho mình thêm kiến thức về chụp ảnh cũng như chỉnh sửa ảnh. Và Hương nghĩ rằng là những kỹ năng đó rất là cần thiết cho những bạn làm theo như mình. Mời Hương đến đây hôm nay thì anh đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi liên quan đến chỉnh sửa ảnh. Và rất nhiều bạn quan tâm về việc chỉnh sửa ảnh làm sao để đẹp được như Hương, cái ảnh mà Hương up lên trên Facebook với Insta ấy. Vâng. Thì Hương có sẵn sàng để trả lời cho các bạn không? Vâng, sẵn sàng. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên luôn nhá. Cái này các bạn chân ngắn rất là quan tâm này. Câu hỏi đầu tiên đó là làm sao để kéo dài chân bằng điện thoại nhá. Bởi vì các bạn không có máy tính để làm nên các bạn toàn chụp bằng điện thoại thôi. Thì chúng ta chỉ được phép chỉnh sửa ảnh bằng điện thoại thôi nhá. Giới thiệu các bạn là để mà chỉnh sửa ảnh kéo dài chân ở trên máy tính thì những người thợ ảnh như chúng tôi thì phải dùng Photoshop. Và chúng tôi thường sẽ mất khoảng từ 30 giây đến 1 phút là có thể kéo dài chân một bức ảnh rồi. Không biết rằng Hương dùng điện thoại sẽ mất bao nhiêu giây nhỉ? Em nghĩ là mình nên bấm giờ đi anh. Nhưng mà em thử nói xem là em sẽ làm trong vòng bao nhiêu giây để chúng ta có một cái đấy thi đấu nhỉ? Em nghĩ chắc 5 đến 10 giây thôi. 5 đến 10 giây thôi à? Vâng. Thế anh sẽ chuẩn bị đồng hồ đây nhá. Vâng, thế em sẽ chuẩn bị luôn nhá. Đây nhá, đồng hồ không không nhá, chuẩn bị này. Bắt đầu. 2 giây, 3 giây, 5 giây, xong. 6 giây. 6 giây. Tôi đã bấm chậm hơn bạn Hương nói nhá. Chúng ta phải mất khoảng 6 giây, cũng nắm là 7 giây nhá. Đây. Đó. Đã có một bức ảnh kéo dài chân nhá. Các bạn có thể xem trước và sau khi bạn Hương kéo nhá. Chỉ mất đúng khoảng 7 giây thôi. Rất nhanh nhỉ. Vừa lấy mãi bấm giờ quá nên anh không biết là Hương đã làm cách nào mà nhanh như thế. Thì bây giờ Hương có thể giới thiệu làm lại và hướng dẫn lại cho các bạn được không? Được ạ. Ok. Đầu tiên thì đây là một cái ảnh cam thường này. Mình không cần phải qua bất kỳ một cái phần mềm chỉnh sửa nào cả. Mình chỉ cần bấm vào nút sửa này. Có 3 góc này, có vuông này. Chạm chọn này. Chúng ta sẽ tùy ý chọn theo ý thích của mình. Đấy. Như em nghĩ là tầm cho thế này thôi. Bởi vì em cũng khá là cao rồi ấy. Đây là dùng chỉnh sửa luôn với cái app của ấy đúng không? iPhone ạ. Dùng luôn iPhone. À? Mặc định của ảnh iPhone luôn đúng không? Vâng. Nhìn nó sẽ không bị lộ giống như các phần mềm chỉnh sửa app khác. Ví dụ mình chỉnh sửa app khác thì cái phần chân nó sẽ bị nhỏ đi. Nhưng đây là mình sẽ giúp cho nó vẫn không bị thay đổi cái cơ thể của mình đấy. Thì nó vẫn rất là tự nhiên. Chân dài rất nhanh và sao chỉ mất đấy. Có 6 giây, 7 giây. Khác nhau đúng không? Khác nhau đúng không? Đấy. Các bạn thấy đấy, Hương chỉ cần dùng phần ảnh và trực tiếp chỉnh sửa ảnh trên iPhone thôi thì đã kéo dài chân được rất nhanh rồi. Tuy nhiên là anh thấy nhiều người bạn của anh người ta còn dùng những cái phần mềm mà phải mua ấy để kéo dài. Thì không biết là em đã sử dụng các phần mềm chưa và tại sao lại dùng cái phần mềm mặc định trên iPhone này? Trước đây thì em cũng đã từng sử dụng phần mềm app ở trên App Store tải về. Và em cảm thấy là khi mà em chỉnh sửa khiến cho đôi chân bị mất cân đối và có nhiều phần mềm cũng phải mất tiền nữa. Em thấy là cái phần mềm chỉnh sửa trên iPhone này nó là một phương án vừa tiết kiệm lại còn vừa rất là đẹp.